Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Những miền linh dị Thái Lan của tác giả Dương Hành Triệt do Thi Hương dịch. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 3, Cổ sói mắt đỏ, 1. Nhiều vùng trên thế giới thịnh hành truyền thuyết về người sói, ma cà rồng, rất nhiều người tin theo nhưng đã có mấy ai chứng kiến? Có lẽ chỉ có một cách giải thích hợp lý nhất, những người chứng kiến đều chết cả rồi. Nhưng nếu họ đã chết cả thì ai đã kể lại những truyền thuyết đó? Nước Thái thịnh hành cổ thuật, có điều những cổ thuật ma quái ấy chỉ tồn tại trong bóng tối. Trong đó có một thứ cổ thuật gọi là cổ sói. Một, dưới đây là câu chuyện mà chính lão sư phụ đã trải qua 50 năm về trước. Do câu chuyện có quá nhiều tình tiết ly kỳ nên để thuận tiện theo dõi, tôi sẽ viết lại câu chuyện từ ngôi thứ ba. Trong cánh rừng á nhiệt đới thâm u rậm rạp, cành cây dày đặc che kín mặt trời, không khí oi nồng ẩm ướt, những dây mây to bằng cổ tay đan sen chằng chịt chặn đứng lối đi của một đoàn người. Có, người thanh niên cường tráng đi trước mở đường đầu chọc lốc, kiểu đầu rất hiếm vào thời ấy, ra đầu chẳng chịt những vết cào xước rớm máu do quệt phải cành cây điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt chính cáp cái mũi cam sành đỏ lưng. Gã rắt dao vào thắt lưng, lấy ra bình rượu quân dụng, ngửa cổ tu ừng ực vài ngụm, mùi rượu trắng rẻ tiền sặc sụa trong không khí, cái mũi cam xanh lại càng đỏ loét như sắp ưa máu. Còn bao lâu nữa mới tới? Chúng tôi theo anh tới nước Thái là để hưởng phúc chứ không phải để biến thành người rừng trong cánh rừng vạn độc khỉ ho cò gáy này đâu. Gã đàn ông to béo tên là Cóp cầm khăn lau mồ hôi liên tục, đưa Shizu gã mũi cam sành một điếu thuốc Mỹ, trên mặt bày ra một nụ cười giả kiểu con buôn, vương vệ quốc. Anh xem, nếu chúng ta không đi theo đường này thì kiểu gì cũng không ra khỏi biên giới được. Tôi tính thời gian, chắc cũng sắp tới rồi đấy. Vương vệ quốc một tay kẹp điếu thuốc, một tay cầm bình rượu, liếc xéo mắt nhìn, cười lạnh lẽo tôi nghe nói hàng năm anh đưa rất nhiều người qua biên giới nhưng chưa thấy có ai trở về thì sống sung sướng quá trở về làm gì nữa cóp lại lau mồ hôi tay những ngân mỡ núc ních trên mặt dồn đôi mắt thành đường chỉ vương vệ quốc nhìn bốn người đang phờ phạc đứng giữa gốc cây thở sắc mặt vàng vọt do thiếu dinh dưỡng dài ngày bỗng gầm lên mẹ kiếp tỉnh táo lại đi tôi đã đảm bảo với người làng sẽ mang lại cuộc sống sung sướng cho mọi người mọi người phải tin tôi chứ. Tin anh ấy à? Gã thanh niên gầy trơ xương ngồi ngoài cùng bên phải mặc bộ quân phục rách nát, khoác cái ba lô quân dụng, lấy từ bên trong ra một cái tẩu thuốc, nhồi thuốc châm lửa rít sâu một hơi, bị sặc thuốc ho dữ dội một chàng. Ai biết anh với thằng cha Thái Lan kia làm cái trò quỷ gì? Nếu không phải ra cảnh túng thiếu thì ai mà thèm theo anh tới vùng rừng thiêng nước độc này? Dọc đường đã có ba người bỏ xác, ai biết được trước khi tới nơi còn phải thi thêm mấy cái mạng nữa những người còn lại sắc mặt vô cảm như thể sự việc trước mắt chẳng liên quan gì tới họ trương kiệt từ đầu đến giờ chỉ có anh là ca thán luôn miệng thôi ba người kia ấy à mọi người nhìn thấy cả rồi đấy đều là tai nạn ngoài ý muốn cả chứ có liên quan gì tới tôi đâu muốn trách thì hãy trách bọn họ xui xèo vương vệ quốc rít mảnh từng hơi cho tới khi đốm lửa chạm tới đầu lọc rồi mới vung tay ném đi Trương Kiệt trở nên kích động, gào toáng lên, tai nạn ngoài ý muốn. Cứ cho là lêu ái sưởng rơi xuống đầm là tai nạn đi, thế còn Lý Kiến Quân và Chu Bảo Vệ cũng là tai nạn không may à. Buổi tối cả đám người cùng ngủ say với nhau, có thay phiên nhau trực đêm đầng hoàng. Sao đến sáng, một người bị cưa hỏng, một người thì mất tích. Anh đừng nghĩ tôi không biết gì, cóp đưa cho anh phiếu lưng 50 cân mà mấy người bọn tôi chỉ được 20 cân anh dựa vào đâu mà lại chiếm nhiều thế những miền linh dị thái lan dương hành triệt chương ba cổ sói mắt đỏ hai một vương vệ quốc lại tu một mụm rượu đưa tay quệt mép ô trương kiệt anh cũng biết nhiều gớm nhỉ nhưng Lưu kiến quân chết vào đúng phiên trực của anh đấy trương Kiệt y cứng họng không biết phải nói gì đành ngậm lấy tẩu thuốc lầm lì ngồi hút cóp hết nhìn người này lại nhìn người kia cười cười nói nói xoa dịu bầu không khí, mời thuốc từng người. Vương vệ quốc thấy Trương Kiệt không nói gì, biết mình đã chiếm thế thượng phong thì cố tình im lặng một lát, thấy không ai nói năng gì mới lại lên tiếng, đã như vậy, tôi cũng không giấu gì mọi người nữa. Đúng vậy, cóp đã đưa tôi tờ phiếu lương 50 cân, tôi độc thân trơ trọi thì cần nhiều thế làm gì. Tôi chỉ cho bà quá quách 5 cân để cảm ơn chị ta đã cho tôi biết tin. Hôm nay, Vương vệ quốc tôi sẽ nói thật cho mọi người biết, 45 cân còn lại tôi đã đưa cho bí thư chi bộ thôn hết rồi, chí ít cũng đổi được ít lương thực cho thôn ta. Tình hình trong thôn thế nào còn cần tôi phải nói ư? Còn nữa, các người có ai không tự nguyện đi đâu? Trước khi lên đường, mọi người đã giao phó cho tôi dẫn đoàn, nhất định tôi sẽ đưa mọi người tới Thái Lan. Tới lúc đó có cơm ăn nước uống gái đẹp, chúng ta sẽ không còn phải cơ cực nữa. Vương vệ quốc nói một lèo. Cảm thấy đã đủ rồi, hẳn là khiến những người kia tin tưởng chút ít, nhưng không ngờ, đám người vẫn ngồi im bất động. Vương vệ quốc thấy khó xử, nhất thời cũng không biết phải nói gì. Cóp bèn xoa dịu tình hình, các anh em cứ yên tâm. Tới nơi rồi, mọi người sẽ biết thế nào là thiên đường. Vệ quốc này, một người trung niên tầm ngoài 30 tuổi, tóc hói quá nửa đầu nãy giờ ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này mắt mới từ từ hé mở rọi ra hai ánh nhìn sáng quắc, mọi người đã tới đây rồi, sống chết đều do ý trời, chẳng có gì đáng phải cãi vã. Tôi muốn hỏi một chuyện, kiến quân và bảo vệ đã xảy ra chuyện gì? Bảo vệ mất tích, tôi không dám đoán bừa, có thể do nó không chịu đựng nổi vất vả nên đã bỏ về, nhưng việc kiến quân bị giết ai cũng nhìn thấy cả. Tôi không nghi ngờ anh, nhưng nếu không làm rõ chuyện này thì tôi thấy chúng ta khó lòng ra khỏi rừng vạn độc được vương vệ quốc có vẻ như vì rất nề người trung niên cung kính đặt bình nước quân dụng vào tay ông ta chú đường chuyện này đúng là cháu không rõ cháu cũng chỉ biết rất lạ lùng vào đêm kiến quân xảy ra tai nạn lúc cháu giao lại ca trực kiến quân vẫn nguyên lành sau đó là phiên trực của trương kiệt nếu hỏi phải hỏi anh ta mới đúng chú đường thở hắt ra một hơi sắc mặt đã hơi tỉnh táo lại đôi chút chú biết Trương Kiệt rất có vấn đề nhưng nó tuyệt đối không phải là hung thủ. Bởi vậy chú muốn hỏi cháu, cháu và cóp hẳn có chuyện gì đó giấu giếm chúng ta. Vương vệ quốc sừng sốt, liếc nhìn cóp một cái, trên mặt cóp vẫn là nụ cười nhìn năm không đổi, đang hí hửng châm một điếu thuốc. Chú Đường, việc đã tới nước này, chúng ta cứ nói thẳng ra vậy. Không thì ai cũng nơm nớp trong lòng, vương vệ quốc nuốt khan một cái, hôm đó sau phiên trực của cháu là tới ca trực của chú. Cháu không ngủ được nên đã trực cùng chú tới tận phiên trực của Trương Kiệt. Khi hai người chúng ta giao ca, Kiến Quân vẫn không sao. Khi tỉnh dậy thì không thấy Trương Kiệt đâu nữa, Kiến Quân thì đã chết rồi. Mãi lâu sau Trương Kiệt mới quay trở về, nói là đi vệ sinh. Chú nói xem, trong chuyện này thì ai mới là người khả nghi nhất. Trương Kiệt nhảy dựng dậy như lò xo, hai mắt trợn trừng, chỉ vào vương vệ quốc quát ầm lên, sáng sớm tôi đau bụng chạy đi giải quyết, quay trở về. Quay trở về thì thấy kiến quân đã chết rồi, nếu nói đáng ngờ thì chính là mấy người đấy. Vương vệ quốc mắt đỏ ngầu, gầm ghe tiến lại gần Trương Kiệt, anh định ném đá giấu tay sao? Trong thôn ai chẳng biết anh từ nhỏ luôn bị kiến quân bắt nạt. Anh có thể chớp thời cơ giết người trả thù lắm chứ? Trước khẩu khí lân át của vương vệ quốc, Trương Kiệt lùi lại vài bước, lưng va phải một thân cây, miệng lắp bắp, không phải tôi. Đúng là không phải tôi. Không phải anh thì còn ai? Vương vệ quốc rút dao phay cầm tay, lăm lăm như muốn chém. Cóp thả một bụng khói, khó trắng mờ mịt chắn trước bộ mặt nốc nít của hắn. Nụ cười đã tắt trên môi, hắn diễu cợt nhìn vương vệ quốc. Ngoài chú đường vẫn ngụy hoài ngồi ở đó, hai người còn lại đều đã đứng dậy, ngần ngừ không biết có nên can vào hay không. Vệ quốc, Trương Kiệt không giết kiến quân đâu. Chú đường chống hai tay xuống đất, chậm chậm đứng dậy, từ trong cổ họng phát ra những tiếng khò khè như ống bể, vì Trương Kiệt là em ruột của kiến quân. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt chương 3, cổ sói mắt đỏ, 3 2. Trương Kiệt giống như bị đập trúng một gậy, nhũn người đổ vật xuống đất, khóc dương dức. Chú đường lách vào giữa vương vệ quốc và Trương Kiệt, ấn con dao trong tay vương vệ quốc xuống. Vệ quốc, chú vốn không định nói ra chuyện này nhưng dù sao đây cũng chẳng phải chuyện đẹp mặt gì cho cam. Nhưng đã tới nước này, không nói không được. Chúng ta bỏ nhà bỏ cửa cũng chỉ vì mong có cuộc sống sung túc. Giờ xảy ra chuyện này thì ai cũng phải cẩn thận. Và lại mọi người gì đều thấy xác kiến quân rồi đấy. Trên cổ có bốn lỗ thủng giống như bị con gì cắn chứ không phải bị người giết. Anh thấy có đúng không có? Cóp cười, thịt dồn thành từng cục trên mặt, hờ hờ. Phải đấy, sau này mọi người phải cẩn thận hơn. Chú Đường, nếu không tìm ra thủ phạm thì chúng ta cũng không thể ra khỏi rừng vạn độc. Cháu đã nín nhịn bao nhiêu ngày, sắp điên rồi đây này. Vương vệ quốc nhìn hai người còn lại, là người cùng làng, một người là Trần Sương Bình, một người là Tôn Trí Trung, đều là thanh niên choai choai, bình thương kín tiếng kiệm lời, nào ngờ lần này cũng cả gan theo họ băng rừng trông họ chẳng có chỗ nào giống kẻ sát nhân cả lẽ nào lại là cóp vương vệ quốc mau chóng phủ định phán đoán của mình mấy hôm nay liên tục có người gặp nạn khiến giấc mộng ngượt biên tìm cuộc sống sung sướng của hắn đã đổ vỡ tan tành càng khiến hắn bực bội hơn nữa đó là trước cái chết của những người đồng hành mà những người còn lại đều đờ đẫn vô cảm nhớ tới lời dặn của trưởng thôn trước lúc lên đường hắn bỗng thấy hổ thẹn hắn bỗng rực nhớ tới một truyền thuyết ở quê nhà rừng vạn độc không phải nơi người sống đi vào cách đây rất lâu từng có một nhóm người nghèo mạt cùng đường thực sự không sống nổi nữa mới đánh liều trốn vào rừng vạn độc làm thổ phi chẳng bao lâu sau chỉ có một người chạy thoát ra ngoài khi được người dân phát hiện thì đã nằm thoi thóp trước cửa rừng da thịt toàn thân chảy trụa nát bấy sau lưng là một vệt máu kéo dài từ sâu trong rừng ra lòng bàn chân đã mòn hết thịt chỉ còn trơ chút xương vụn, rõ ràng anh ta đã bò lết để trở về. Khi được người dân cứu về, anh ta đã chìm trong mê sảng, không ngừng gào thét, nước. Nước! Người dân bèn ghé bát nước tới bên miệng, anh ta nhấp một ngụm, đột nhiên choàng tỉnh, rú lên, ma. Toàn là ma cả, sau đó nôn thốc nôn tháo ra một đống toàn là bùn đất, run đỉa hôi tanh nhấc mũi, còn có một con ếch đã bị tiêu hóa nửa chừng. Trước khi chết, anh ta chỉ nói một câu, đừng bao giờ vào. Rừng vạn độc. Từ đó về sau, rừng vạn độc đồng nghĩa với cấm địa chết chóc. Lần này, nếu không phải vì đói sắp chết đến nơi thì mấy người họ cũng không dám theo tên người Thái băng rừng vạn độc vượt biên sang Thái Lan. Còn sang Thái Lan để làm gì? Cóp nói rằng vùng tam giác vàng đang vàn tuyển lính đánh thuê để canh gác địa bàn trồng thuốc phiện, họ sẽ gia nhập quân đội này. Do người bản địa dễ bị các tổ chức lính đánh thuê khác mua chuộc nên hàng năm gã mới phải ân thầm vượt biên để tuyển người cho họ. Lên đường thôi, chú đường phủi mông quần gọi. Không đi mau, khéo không ra khỏi rừng nổi đâu. Mọi người cẩn thận, tôi cảm thấy dọc đường ngoài chúng ta ra còn có thứ gì khác nữa. Trong tình cảnh này, câu nói của chú đường nghe rùng rợn không thể tả. Trương Kiệt đã cứng đờ như khúc gỗ, Trần Sương Bình và Tôn Chí Trung cũng run lên lầy bẩy hoảng hốt nhìn quanh. Trình rừng sâu âm u, ngoài vài con chim không rõ, tên đang rít lên từng tràng thê thiết, cảnh vật còn lại câm lặng đến chết chóc, giống như đang ở trong môi mộ khổng lồ. Vương vệ quốc có tiếng to gan lớn mật mà cũng thấy hai chân mềm nhũn. Hắn vô thức nhìn sang cóp, nhận ra sắc mặt cóp có gì khang khác. Nhìn kỹ lại thấy cóp vẫn cười tâu tuết nhưng ánh mặt lại dán chặt vào sau lưng chú đường, lóe lên một vẻ hung hãn độc địa rất khó tả. Ba người còn lại đều không nhận ra, lục tục đi theo chú đường, lờ đờ như cương thi. Cóp thấy vương vệ quốc nhìn mình bèn cười hành hịch mấy tiếng, ném cho hắn một điếu thuốc rồi cũng đi theo đoàn người. Vương vệ quốc cầm lấy điếu thuốc, bỗng thấy toàn thân lạnh buốt. Vì hắn đã nhìn thấy, vừa nãy khi cóp cười, có bốn cây răng nanh màu xanh nhạt lộ ra trong miệng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, những miền linh dị Thái Lan. Dương Hành Triệt. Chương 3, cổ sói mắt đỏ, 4. 3. Đoàn người mỗi người một tâm trạng, lầm lũi bước đi trong rừng vạn độc. Lại ba ngày nữa trôi qua, lương khô mang theo đã ăn hết nhẵn từ lâu. May mà vương vệ quốc là con nhà thợ săn, trong rừng nguyên thủy đâu đâu cũng sẵn cây ăn nên không lo bị đói. Trương Kiệt chẳng may uống nhầm nước độc chứa trương khí, miệng nôn trôn tháo, may sao chú đường hái được ít khổ xâm nam, xoan rừng phơi khô bóc vỏ lấy nhân ăn kèm với củi long nhãn dại bệnh tình mới nhanh chóng thuyên giảm nhưng sức hắn từ đó yếu hẳn không đi nổi nữa vương vệ quốc đành phải đóng một cái cáng sơ sài bảo trần sương bình và tôn trí trung khiêng hắn đi mấy ngày tiếp theo ngoài nỗi vất vả đi đường thì không xảy ra chuyện gì bất chắc vương vệ quốc không còn nóng này như thường ngày hôm nào cũng đi săn thú đêm đến lại gần như canh gác trắng đêm do lao lực quá độ mà hai mắt lùi hẳn ra ngoài, vằn vện tia máu. Mọi người đi theo tấm bản đồ tả tơi trên tay cóp, tới tối tìm chỗ khô giáo hạ trại. Cơn mệt mỏi dày vì khiến mọi người mất đi lý trí, chỉ biết lê từng bước chân trong vô thức giữa rừng sâu âm u. Ngay cả cóp cũng gầy rộc đi thấy rõ, mỗi lần mở bản đồ, hai lông mày lại trao chít lại thành một cục, khổ sở phán đoán phương hướng. Cóp, Chú Đường ném cho Trần Sương Bình hai quả cây rừng rồi quay sang hỏi. Rốt cuộc là anh có biết đường không thế? Vương vệ quốc bắt đầu phạt cỏ hoang và bụi rậm, chuẩn bị lấy chỗ nghỉ đêm. Điệu cười của cóp trở nên cứng đờ, mặt mày nhăn nhó, đã đi vào rừng vạn độc, dù có bản đồ cũng khó mà đàm nào sẽ ra khỏi được. Nhưng mà, chắc là sắp tới rồi đấy. Trần Sương Bình ném cho tôn trí chung một quả hai người vừa ăn vừa a à nhìn Trương Kiệt nằm bất động như cái xác không hồn, trong ánh mắt lộ rõ vẻ ngán ngầm. Phải khiêng theo một kẻ sắp chết đã khiến họ mệt mỏi dã rời, nếu không phải mấy người kia cứ khăng khăng bắt khiêng theo thì chắc hai người họ đã quảng hắn đi từ lâu rồi. Nếu tôi đoán không lầm, chú đừng cười khẩy, thì chúng ta đang ở giữa rừng vạn độc, làm sao mà sắp tới được. Cóp sững sờ, vương vệ quốc lặng lẽ bước lại, phạt cây ở gần cóp, người tinh mắt đều có thể nhận ra hắn đang canh chừng cóp ngay từ lúc nhìn thấy những chiếc răng quái dị của cóp vương vệ quốc đã bừng hiểu ra chắc chắn hắn không đơn giản là tới mộ quân cho lính đánh thuê khu tam giác vàng nhưng đầu óc đơn giản của hắn không thể đoán ra được cóp khổ sở lừa gạt họ tới đây để làm gì chủ còn biết canh chừng hắn thật sát sao anh đường cứ yên tâm tôi nói sắp tới thì đương nhiên sắp tới cóp khẳng định chắc nịch nhét bản đồ vào ngực áo, ngồi phịch xuống lặng lẽ hút thuốc. Chú, chúng ta nghỉ ngơi đã. Vương vệ quốc thò tay vào túi vải đeo bên thắt lưng, lôi ra một con rắn chết dài cả sải tay ném cho Trần Sương Bình. Tôn trí trung bắc nồi, lấy nước, nhóm lửa. Trần Sương Bình xuyên cành cây qua đuôi rắn, treo ngược lên cây rồi cầm một mảnh đá Sắc rạch một đường ở đuôi rắn. Hai tay nắm lấy mép ra ở vết rạch kéo mạnh xuống. Doạt một tiếng, cả bộ da bị lột đi, phơi ra phần thịt rắn trắng trắng hồng hồng. Ăn xong thịt rắn, trời đã tối mịt, chú đường bưng bát canh thịt rắn bón từng thìa cho Trương Kiệt. Mọi người đều đã buồn ngủ rũ rượi, cóp dựa lưng vài gốc cây ngáy pho pho từ bao giờ. Vệ quốc, ngủ đi một lát, chú đường thở dài thường thượt, đêm nay để chú trực cho. Vương vệ quốc ngần ngừ, chú đường. Cháu đã mấy ngày không ngủ rồi, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Chú Đường lắc đầu nhìn Trần Sương Bình và Tôn Trí Trung đã ngủ mê mệt. Ngủ đi, để chú trực đêm nay. Nói tới đây, chú Đường hạ giọng thì thào, vệ quốc. Chú thấy cóp rất đáng ngờ, cháu phải nghỉ ngơi giữ sức. Vương vệ quốc giật nảy, lập tức hiểu ra ý tứ của chú Đường, trong lòng không nén nổi xúc động. Tuy chú Đường mới chuyển tới thôn hơn 10 năm về trước nhưng do có chút học thức, tính tình lại thận trọng chắc chắn nên rất được người trong thôn tin tưởng cũng vì thôn xóm khó khăn quá nên chú đường mới chủ động đi xin làm lính đánh thuê vương vệ quốc không đùn đẩy nữa nằm xuống ngủ luôn có lẽ do mệt mỏi quá độ nên chỉ vài giây sau đã ngáy như sấm rền trong mơ hắn loáng thoáng nghe tiếng của một bô lão trong thôn vào đêm trăng rằm không nên ra khỏi cửa sẽ gạ ô chuyện ma quái như hồn ma lang thang ăn thịt trẻ con mà đêm nay trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa trời đêm dọi xuống những tia lạnh lẽo chú đường rút lấy một que củi cháy dở châm tẩu rít từng hơi thuốc sau lưng ông cóp he hé mắt nhìn trên khóe miệng hiện lên một nét cười lạnh lẽo bốn chiếc răng nanh từ từ lòi ra khỏi miệng lấp lóe ánh huỳnh quang xanh thẫm những miền linh dị thái lan dương hành triệt chương ba cổ sói mắt đỏ năm bốn một tiếng rú thảm thiết vang lên xé toạc màn đêm tĩnh mịch rồi lập tức tắt lim. Vương vệ quốc giật mình choàng tỉnh, mấy hôm nay, để đề phòng bất chắc, dù là lúc nghỉ ngơi, hắn cũng lấy vải buộc con dao vào tay. Mở choàng mắt ra, hắn trông thấy cóp đang nằm phục trên người Trương Kiệt. Trần Sương Bình và Tôn Trí Trung vừa mở choàng đôi mắt ngái ngủ, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cóp đang ngồi trồm hỗm bỗng quay ngoắt người lại, trên mặt hắn Bốn chiếc răng nanh dính đầy máu tươi đặc quánh. Vương Vệ Quốc gầm lên một tiếng giận dữ, vung dao chém về phía Cóp. Cóp giật nảy mình, trong cơn hốt hoảng, vội giơ cánh tay phải lên che chắn, "Vương Vệ Quốc, khoan đã." Lời còn chưa dứt, lưỡi dao bén nhọn đã chém trúng tay phải của hắn. Phập một tiếng, bàn tay phải đứt lìa khỏi cổ tay, máu bắn ra thành vòi cùng với tiếng gầm bi thiết, Vương Vệ Quốc lại vung dao chém xuống. Góp tuy to béo nhưng không hề chậm chạp, lỡ ô tức bật về phía sau, bay qua người Trương Kiệt. Vương vệ quốc trong lòng kinh hãi, muốn thu dao lại nhưng không kịp nữa rồi, nhát dao chém thẳng xuống giữa bụng Trương Kiệt. Lưỡi dao vừa bập vài da thịt, bụng Trương Kiệt lập tức nứt toát ra một lỗ thùng dài hơn một thước, mép vết thương lai ra ngoài. Bên trong lõng bóng vài đoạn ruột đứt ngập ngụa trong thứ chất lòng màu xanh đen chảy ra từ mớ nội tạng dập nát. Trương Kiệt đã chết rồi nhưng quái lạ là không thấy máu phun ra. Vương vệ quốc vội vã giật dao lên, nào ngờ lưỡi dao đã dắt vào khe xương sống của Trương Kiệt, không thể rút ngay ra được. Trong thời khắc đó, vương vệ quốc đã nhìn thấy rõ bộ dạng của Trương Kiệt, bất giác dùng mình ớn lạnh. Cơ thể Trương Kiệt đã trắng bệch như sáp, chỉ còn lại một lớp da mỏng tang dính trên mặt, đôi mắt trợn tròn lồi hẳn ra ngoài. Trên cổ có bốn cái lỗ thủng hình tròn giống như bị thứ gì đó cắn vào rồi hút kiệt máu cho tới chết. Nhớ tới bốn chiếc răng thỏ ra khỏi miệng cóp, vương vệ quốc rùn người. Chẳng lẽ cóp chính là lão quái vật hút máu? Trần Sương Bình và Tôn Trí Trung cũng đã nhìn thấy tình trạng ghê sợ của Trương Kiệt, cùng kinh hãi rú lên. Cạch, con dao đã được rút ra nhưng phần lưỡi đã sứt mất một miếng. Thấy cóp đã bị chém đứt một bàn tay, vương vệ quốc cũng không sợ nữa, lập tức sách dao giận dữ đuổi theo. Cóp đang ngồi thụp dưới đất, chán rụn mồ hôi, lôi từ trong túi ra mấy cọng gì đó mềm mềm, đặt lên cổ tay vừa bị chém đứt. Thấy vương vệ quốc đuổi tới, hắn vội xua tay dối rít nhưng đau đớn quá không thốt thành lời. Lưỡi dao đã sắp bồ thẳng xuống đầu hắn, bỗng nghe thấy một tiếng rú thảm thiết vẳng lại cách đó không xa. Tiếng rú giống hệt như tiếng sói chu. Tay vương vệ quốc giật lên một cái, lưỡi dao sượt qua chóp mũi cóp. Hắn đã nhìn thấy cách đó không xa có một con sói rất lớn đang chạy lồng lộn trong phạm vi 10 mét. Mỗi khi con sói muốn xông ra ngoài, trong không khí cứ như mọc lên một bức tường vô hình cản nó lại. Con sói lồng lộn điên cuồng một hồi, cuối cùng đã dừng lại, cuộn tròn dưới đất thờ hồng hộc, nước rãi chảy lòng thòng. Sau đó, nó từ từ đứng dậy, ngừng nhìn trăng tròn chu lên một tiếng dài thảm thiết không phải tôi giết Trương Kiệt đâu. Mấy cọng mềm mềm vẫn dính chặt trên cổ tay cóp, đang lớn lên vùn vụt. Tôi muốn cứu hắn nhưng không kịp. Kẻ giết hắn là bra song cũng chính là chú đường của các người đấy. Chính là con sói kia kia. Không thể nào, vương vệ quốc nhìn quanh, quả nhiên không thấy chú đường đâu nữa. Người làm sao mà biến thành sói được? Cóp hừm một tiếng, gỡ thứ trên cổ tay ra vứt xuống đất. Tôi đã tìm hắn bao năm qua. Không ngờ hắn lại chạy tới Trung Quốc. Vương vệ quốc nhìn thứ dưới đất, hóa ra là đỉa. Giống sinh vật này có rất nhiều ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới ẩm. Khi chúng hút máu, sẽ nhả ra một chất gây tê khiến cho người bị hút máu không phát hiện ra. Trong những ngôi làng miền núi ở Nam Cương, thợ săn nhiều kinh nghiệm thường dùng đỉa làm thuốc gây tê tạm thời. Cóp đấm phải cây xuống khớp tay, xé vải băng bó cổ tay đứt, đã cầm được máu cóp liếm đôi môi khô khốc do bị mất nhiều máu, nhìn vương vệ quốc bị mất một bàn tay nhưng bắt được Pra Song cũng đáng. Những miền linh dị Thái Lan. Dương hành triệt. Chương 3, cổ sói mắt đỏ, 6. 5. Con sói người lại bắt đầu lồng lộn trong cái lồng vô hình, điên cuồng lao về mọi phía. Vương vệ quốc đã nhìn thấy rõ, có một luồng khí xám lờ mờ như khói đang bao bọc xung quanh con sói mỗi lần bị con sói lao vào bức tường khí lại rung rinh như làn sóng nhưng không hề tan vỡ sói người lại càng thêm hung hăng lao húc đen cuồng tới sứt đầu mẻ chán nhưng cuối cùng cũng phải bỏ cuộc chu lên một tiếng thảm thiết rồi nằm ếp dưới đất cóp đã băng bó xong cổ tay bước tới bên sói người sói người lập tức trở nên hung hãn bổ nhào về phía cóp nhưng lại bị bức tường khí lơ lửng trong không trung ngăn lại một vệt máu tươi bắn tóe giữa không trung. Mày là Prem hay là chua chai? Sói người rúc đầu vào trong chân, cất giọng khàn khàn hỏi. Vương vệ quốc trợn mắt, bàng hoàng nhìn con sói, rõ ràng là tiếng nói của chú đường. Hai gã thanh niên đứng chết chân tại chỗ, toàn thân run lên bẩn bật. Vẫn nhớ tao cơ à, cóp gầm lên giận dữ, để tìm được mày và không để mày nhận ra, Tào đã phải nuôi cổ run trong dạ dày để tăng lên đến gần bốn chục cân sau 3 tháng, để ngụy trang đấy. Đã tới lúc rồi ư, sói người Prasong trận chạp ngừng đầu lên, trong mớ lông rối bù bê bết máu thịt thỏ ra đôi tay nhọn hoắt, hai hàm răng sắc chìa ra khỏi cái mõm dài, cặp mắt xanh lét đầy vẻ bi thương. Ồ, còn một tháng nữa, cóp cười diễu cợt nhìn Prasong, đây là số mệnh, muốn trốn cũng không được. Ánh mắt Song liếc xéo qua bên người cóp, vương vệ quốc tay sách dao đứng đở ra như phỗng. Hai gã choai vừa nhìn thấy bộ dạng của Song thì nhũn người ngã phịch xuống. Trong mắt Song thấp thoáng vẻ dịu dàng, bộ mắt sói sâu xí dồn cục lại như đang mỉm cười. Tao đã bày trận thi quỷ tại nơi âm khí nặng nhất trong rừng vạn độc, nếu không thì làm sao bắt được mày. Cóp đưa tay ra định sờ vào làn khói nhưng nhớ ra tay phải đã bị chặt đứt, bèn quay sang giận dữ nhìn vương vệ quốc. Đừng tưởng chạy khỏi nước Thái thì mày có thể trốn được cả đời. Trong tộc đã yểm cô tầm vàng vào trong cơ thể người sói mắt đỏ, mày có chạy đi đây cũng sẽ bị phát hiện ra thôi. Chẳng qua là thời gian chưa tới nên chưa cần thiết phải huy động lực lượng để tìm mày mà thôi. Ha 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 ha, ra song bật cười vang, đúng là tâm huyết thật đấy. Cóp móc ra một ống trúc, tháo nút, bên trong vọng ra những tiếng sột soạt từ trong đám máu thịt nát bấy trên đầu người sói Prasong bỏ ra một con tằm vàng ống, cái đầu thò thụt một hồi rồi bỏ thoăn thoắt về phía cóp, bật mạnh một cái, chui tọt vào trong ống trúc. Tâm huyết, cóp hài lòng đậy nốt lại, cuộc chiến vật cổ 10 năm một lần cũng là cơ hội tốt nhất cho bộ tộc chúng ta. Nếu như cướp được xá lợi của Phật tổ, sẽ phá giải được lời nguyền nghìn năm, anh trai à? Mày còn biết tao là anh trai của màu đấy? Brasong lại hú dài một tiếng. Năm xưa nếu không phải tao thay mày gánh vác trọng trách làm cổ sói, thì bây giờ, kẻ phải tham gia chiến tranh Phật cổ chính là mày chứ không phải tao. Cờ bắp trên mặt cóp giật lên liên hồi, rồi hắn gầm lên, ai bảo mày cướp mất người con gái mà tao yêu nhất. Đó chính là quả báo. Cô, cô ấy sao rồi? Cơ thể Prasong bắt đầu rùng rùng biến đổi, bộ lông sói dối bù thụt vào trong da bộ dạng của chú đường đang từ từ quay trở lại chết rồi tai bị đổ nước trì mắt bị móc mũi bị nhét bi đồng lưỡi bị kéo ra khâu chặt vào môi ngũ quan bị phong kín nhét vào dọ lợn linh hồn không ra được vĩnh viễn, viễn không được siêu thoát sắc mặt cóp vẫn thản nhiên như không nhưng vương vệ quốc đã nhìn thấy cái bóng của hắn đổ trên mặt đất đang run lên khe khẽ em trai này em có biết không trên mặt bra song máu hòa nước mắt người cô ấy yêu là anh em từ nhỏ đã yêu đuối cô ấy chỉ coi em như em trai thôi do chúng ta đều có con ngươi màu đỏ nên phải có một người làm cổ sói anh đã tận mắt chứng kiến cái chết thảm khốc của cha trong cuộc chiến phật cổ năm xưa cả phật giáo và tộc cổ đều coi bộ tộc người quỷ chúng ta là khác loài họ không bao giờ cho chúng ta cơ hội làm người nên anh đã thay em làm cổ sói chỉ muốn em được sống sung sướng yên ổn cô ấy nghe theo lời anh khuyên nên đã đồng ý lấy em. Nhưng tối hôm đó, cô ấy đã có con với anh rồi. Anh, anh có lỗi với em. Mày đừng lừa gạt tao nữa. Mày nghĩ bịa ra chuyện thì tao sẽ tha thứ cho mày à? Cóp cười nhạt, tao không bao giờ tin vào lời nói của kẻ phản bội bộ tộc mình. Theo tao về ngay. Hai tay Prasong nắm chặt lấy mớ cỏ dại, nước cỏ dì ra qua kẽ ngón tay, anh sẽ không về đâu có biết tại sao anh chạy trốn không? Không chỉ vì sợ chết mà còn vì anh đã phát hiện ra một bí mật trong bộ tộc. Bí mật này đã lừa dối chúng ta nghìn năm nay. Chúng ta đều đã bị lừa. Cóp bán tín bán nghi nhìn Prasong, bí mật, bí mật gì? Bộ tộc người quỷ chúng ta, Prasong nghiến răng đáp, người có con ngươi đỏ không phải là. Giọng Prasong chỉ còn là tiếng thì thào, vương vệ quốc lúc này đã định thần, vội dòng tay nghe nhưng chỉ thấy miệng ông ta mấp máy mà chẳng nghe thấy gì hết. Chắc cóp cũng không nghe rõ, bèn tiến lại vài bước. Nhưng lúc này, song đã im lặng, một lúc sau mới giàu dĩ nói, em đã hiểu chưa? Cóp cho mày, hiểu gì? song bỗng như sực nhớ ra điều gì, vội hỏi, ai đã gieo cổ run cho em? Cóp cũng giật mình hỏi lại, tôi đã bị gieo cổ sao? Tộc trưởng không muốn anh lộ ra bí mật này nên đã bảo tôi đi tìm anh. Prasong lại mấp máy miệng nói liến thoáng một hồi nhưng không có một âm thanh nào phát ra. Vương vệ quốc nhìn mà dựng cả tóc gáy. Đúng lúc này, cơ thể phục vịt của cóp bỗng nhiên trao đảo, sau đó hắn ngã ngửa xuống đất, máu từ cổ họng phun ra như mưa. Một con cóc nhảy vọt ra từ vết đứt trong cổ, nghiến răng kèn kẹt nhảy tót vào bụi cỏ. Chuyện xảy ra với Prasong cũng y hệt như vậy, cổ họng ông ta cũng đã đứt toác. Hai dòng máu tươi phun lên không trung, rơi xuống đất, hòa lẫn vào nhau. Trong cơn kinh hãi, vương vệ quốc loáng thoáng nghe thấy cóp nói một câu, anh, em hiểu rồi, xin lỗi. Anh sinh sớm hơn em nửa khắc, kiểu gì cũng phải bảo vệ em cả đời. Nói xong, Prasong cũng nhắm nghiền mắt lại. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn